KVK1 là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi mà bạn có thể sát cánh cùng đồng minh, cùng vương quốc để chiến đấu với các vương quốc khác, vì phần thưởng, vì danh dự. Nhưng bạn có biết vương quốc hay là chính bạn phải làm gì để chuẩn bị cho KVK1 không? Hay là đánh KVK1 thì như thế nào? Những sai lầm thường mắc phải của người chơi mới khi đánh KVK1. Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video những điều bạn cần biết trước khi vào KVK1 của Gameplayu. Nghe chuỗi thì các bạn có thể hiểu rằng chủ đề này có rất nhiều thứ để nói và sẽ có nhiều video. Để mọi thứ trở nên logic hơn, mình sẽ đi theo timeline của trò chơi, bắt đầu từ lúc vương quốc của bạn đã có vua, đã ổn định, đến khi kết thúc KVK. Trong đó, mình sẽ lồng ghép rất nhiều vấn đề mà kể cả người chơi lâu năm cũng không hề biết. Chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất của chuỗi video này, cách vương quốc của bạn chuẩn bị cho KVK1. Nhưng mà trước tiên, các bạn cần biết KVK hay vương quốc đã mất là cái quái gì đã. KVK hay vương quốc đã mất là một bản đồ mới, nhiều tài nguyên hơn, nhiều công trình mới hơn, man rợ và mỏ tài nguyên level cao hơn. Các vương quốc sẽ được nhét vào bản đồ này, dùng khả năng ngoại giao để tìm kiếm đồng minh, dùng chiến lược để chiến thắng các cuộc chiến từ nhỏ đến lớn và để giành phần thưởng cho người chiến thắng, đó là đại dịch. Ở phiên bản này, KVK1 sẽ diễn ra khi vương quốc của bạn đạt khoảng 80 ngày tuổi. Vương quốc của bạn cùng 7 vương quốc khác cùng cụm sẽ được đưa vào một bản đồ vương quốc đã mất. KVK1 sẽ diễn ra trong 60 ngày. Tạm thế thôi, chi tiết hơn mình sẽ nói ở các video sau. Giờ chúng ta đến với nội dung chính. Vương quốc của bạn sẽ chuẩn bị những gì để có một KVK tốt nhất? Ngay khi có vua, vương quốc của bạn sẽ có khoảng 20 ngày. 20 ngày này là khoảng thời gian phát triển cực thịnh của vương quốc, với các hiệu ứng tăng cường của vua, các tước vị trong vương quốc. Đồng thời cũng là khoảng thời gian chạy đua vũ trang của từng cá nhân, từng liên minh, từng vương quốc. Khi mà KVK đã đến gần, vương quốc của bạn sẽ có nhiều biến chuyển cực lớn, bao gồm: thứ nhất, đó là phân chia lại đền đèo. Cái này thì còn tùy thuộc vào định hướng của vương quốc là sẽ đánh bằng bao nhiêu liên minh trong KVK. Nếu chỉ đánh bằng 2 liên minh chẳng hạn, thì 2 liên minh này cần ít nhất 4 thánh địa cấp 3 này, cùng 8 bệ thờ cấp 2 này. Nếu nhiều hơn hoặc bằng 3 liên minh tham gia KVK thì sẽ có các cách chia khác, đặc biệt là các thánh địa cấp 3. Liên minh top 1 cần thánh đường giai cấp, đền thờ ánh sáng và đền thờ chiến tranh để phục vụ việc đánh nhau và phát triển một cách hiệu quả nhất. Nếu liên minh của bạn không có đền thờ chiến tranh mà bạn đang muốn huấn luyện một lượng lớn quân đội, hãy mạnh dạn xin vào liên minh top 1 để hưởng 10% tốc độ huấn luyện. Huấn luyện lính xong thì thoát ra và đừng quên để lại một lời cảm ơn. Thế nên là vào một ngày đẹp trời, tự nhiên liên minh của bạn mất đi một hoặc vài thánh địa thì cũng đừng quá căng thẳng. Tất cả đều nằm trong tính toán của Hội đồng Vương quốc rồi. Cái thứ hai đó là ngoại giao. Cái này thì các bạn không thể nhìn thấy được, mà chỉ biết kết quả rằng ai sẽ là bạn, ai sẽ là thù khi gần đến KVK. Vì KVK1 chắc chắn sẽ là một bản đồ có mặt của 8 vương quốc cùng một cụm, nên các vương quốc sẽ cử sứ giả đi ngoại giao với 7 vương quốc còn lại. Thông thường, mỗi cụm sẽ có 2 vương quốc mới nổi, ký hiệu ngôi sao như ở đây. Họ sẽ chia ra là hai bên để đánh nhau và chọn các đồng minh sao cho cân kèo nhất. Vì kèo dễ quá thì các bot lại không hề thích chút nào. Họ nạp tiền để được đánh nhau mà. Cái thứ ba đó là dịch chuyển ra rìa lãnh thổ liên minh và tập trung farm trong lãnh thổ liên minh. Rất nhiều liên minh gặp phải vấn đề thiếu tài nguyên để nâng cấp công nghệ hay là để xây cờ liên minh. Và đây là giải pháp: dịch chuyển ra rìa lãnh thổ liên minh để có thêm không gian cho các mỏ tài nguyên mọc trong lãnh thổ liên minh. Sau đó, chúng ta sẽ farm những mỏ tài nguyên này để lấp đầy kho liên minh. Đây là nguồn lực rất quan trọng để chúng ta phát triển công nghệ liên minh, xây cờ và các công trình trong KVK. Thắng bại của cả một cái KVK có thể đơn giản từ việc chúng ta không xây được một cái cờ chiến lược vào một thời khắc quan trọng do thiếu nguồn lực này. Nhớ nhé, hãy farm tài nguyên trong lãnh thổ liên minh khi leader của bạn yêu cầu. Hành động này nhỏ nhưng là một phần đóng góp không hề nhỏ cho liên minh và cho vương quốc đấy. Cái thứ tư đó là hiệu ứng tăng cường của vua sẽ được kích hoạt liên tục, đặc biệt là trong các sự kiện. Vua sẽ có tổng cộng 5 hiệu ứng tăng cường cho vương quốc, bao gồm: từ đầu, cách mạng công nghiệp, huy động cho chiến tranh, thời tiết thuận lợi và chữa lành trước. Mỗi cái trên có một hiệu ứng riêng biệt, trong đó thời tiết thuận lợi ít được sử dụng nhất do hiệu quả thấp, chữa lành chỉ được sử dụng trong những cuộc chiến lớn. Còn ba cái hiệu ứng này sẽ được sử dụng gần như liên tục trong khoảng thời gian này. Chỉ cần bạn thấy một viên đá tăng tốc độ huấn luyện, tăng tốc độ xây dựng hoặc tăng tốc độ nghiên cứu lên 15%, đừng ngần ngại mà đề xuất với vua kích hoạt các hiệu ứng tăng cường tương ứng. Vua sẽ bỏ một lượng đá quý để làm điều đó, giúp bạn cùng với đồng minh phát triển. Hãy nhớ nhặt đá vào liên minh có đền đèo công nghệ tốt nhất.
xin tước vị tương ứng trước khi huấn luyện, xây dựng hoặc nghiên cứu nha. Cái thứ năm đó là liên tục lọc thành viên. Các liên minh top đầu sẽ liên tục chỉnh sửa yêu cầu sức mạnh để gia nhập liên minh. Ở liên minh top 1 thì ai sẽ thích? Huyết dương vàng nhiều, công nghệ liên minh tốt, đền đèo thánh địa tốt, môi trường giao tiếp năng động, các sự kiện liên minh thường top đầu với rất nhiều quà, vân vân. Cái này thì ai trong chúng ta cũng hiểu. Nên là việc tăng yêu cầu sức mạnh để gia nhập liên minh là một điều cực kỳ cần thiết, giúp thúc đẩy các thành viên năng động hơn, phát triển mạnh hơn, đồng thời thanh lọc các thành viên hoạt động kém. Cái thứ 6, không liên quan lắm, nhưng mà mình đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng không toxic, giúp đỡ nhau phát triển trong game. Hãy tham gia nhóm Facebook của mình để hỗ trợ nhau nhé. Link mình để dưới phần mô tả. Cái thứ 7, sắp xếp thứ bậc cho sự kiện thống đốc và mạnh nhất. Chắc hẳn nhiều bạn mới chơi sẽ thắc mắc, thậm chí là khó chịu về khoản mục này. Rõ ràng là game thôi mà cũng không được tự do à? Luật này luật kia. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ. Các chỉ huy trong sự kiện thống đốc và mạnh nhất là những chỉ huy mạnh. Cái này thì ai cũng biết. Nhưng họ còn là những chỉ huy rất quan trọng trong việc giữ các công trình của liên minh và phá hủy các công trình của kẻ thù. Bạn cần nhớ một điều cơ bản là không thể thắng KVK nếu liên minh của bạn mất hết công trình. Ngoài ra, việc sắp xếp thứ hạng cho sự kiện này còn hạn chế việc vương quốc của bạn mất rất nhiều nguồn lực như tăng tốc tài nguyên do những người chơi cạnh tranh free với nhau. Những nguồn lực đó để cho KVK sẽ tốt hơn rất nhiều. Do đó, thứ hạng của sự kiện thống đốc mạnh nhất sẽ được hội đồng của vương quốc cân nhắc sắp xếp cho những thành viên mạnh, đổi lại cái quyền lợi đặc biệt đó. Thông thường, những thành viên này phải cam kết với hội đồng vương quốc các yếu tố sau. Một là tập trung tượng để tối đa CM và di sung vi để thủ cờ hoặc là rally công trình địch. Hai là tập trung vật liệu để hoàn thành cây trang bị bộ binh tốt nhất. Ba là tập trung nguồn lực nghiên cứu và nhánh bộ binh. Nếu có lính 5 bộ binh thì càng tốt. Và cái thứ tư đó là chiến đấu nhiệt tình và không sợ mất lính. Điều thứ 8 mà một vương quốc chuẩn bị cho KVK 1 đó là khuyến khích huấn luyện bộ binh cho KVK. Ừ thì như mình nói ở trên, CM Ji Jung Gi sẽ là bộ đôi mạnh mẽ nhất ở cả khoản rally và phòng thủ công trình. Nên ở những sự kiện huấn luyện lính, các leader thường khuyến khích các thành viên huấn luyện bộ binh để vào KVK có cái nhồi cỏ hoặc là nhồi rally. Điều thứ 9 đó là nâng cấp công nghệ liên minh và nhánh bộ binh. Thì vẫn liên quan đến những điều trên, không chỉ KVK 1 mà đến KVK 2, KVK 3 vẫn là khoảng thời gian cực thịnh của bộ binh. Nên bạn hãy chủ động donate nghiên cứu vào các điểm tăng sức mạnh của bộ binh nhé. Và điều thứ 10 đó là dồn tài nguyên cho các siêu bot khi cờ của quân ta chạm vào cờ quân địch. Cũng chính là lúc các bot thể hiện sức mạnh thông qua tướng tá, chủ đề thành phố, công nghệ và đặc biệt là trang bị. Mấy cái khác thì bạn không thể giúp bot được, nhưng về trang bị thì bạn hoàn toàn có thể. Rải rác trên bản đồ là các trại man rợ. Những trại này sẽ cung cấp một lượng lớn bản vẽ, đặc biệt nhất trong số đó là dây chuyền vàng và bùa hộ mạnh. Nếu bạn thấy chúng, hãy gọi bot xuống để nhặt. Họ có đủ nguyên liệu để rèn chúng và tăng một lượng lớn sức mạnh cho rally hoặc phòng thủ công trình. Qua đó mang lại những báo cáo có lợi cho liên minh, góp phần vào chiến thắng cuối cùng của vương quốc. Còn nếu bạn ích kỷ, nhặt về cho mình thì dù bạn có bản vẽ cũng còn rất lâu sau mới có thể rèn được. Mình cũng nhấn mạnh lại một điều, cây trang bị của bot là rất quan trọng. Và đó là một số điều cơ bản mà không phải ai cũng biết để một vương quốc chuẩn bị tốt nhất ở 20 ngày trước KVK 1. Nếu bạn thấy hay, đừng quên để lại một nút like, đăng ký kênh, thêm nút chuông nữa để đón xem phần tiếp theo. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.